Xin chào các bạn. Có rất nhiều người chủ doanh nghiệp là giám đốc, là quản lý. Họ suốt ngày ngồi ở máy tính và cắm mặt vào màn hình. Nhưng một ngày nào đó, một hôm nào đó mà họ phải đứng trước đám đông để phát biểu, để chia sẻ, thì bắt đầu họ cảm thấy rất là hoang mang, sợ hãi. Đặc biệt là khi họ gặp đài truyền hình đến phỏng vấn, họ làm đi làm lại mà chỉ có một phần phát biểu có đến 30 giây thôi. Sự sợ hãi đó là phi lý, bởi vì sự sợ hãi đó sẽ được xóa đi bởi một lượng kiến thức mà Ninh sẽ chia sẻ cho các bạn. Cách làm chủ giọng nói trước đám đông, đó là khóa kỹ năng thuyết trình K36 mà Ninh sẽ tổ chức vào thứ Bảy này. Và Ninh sẽ giúp cho các bạn có thể tiếp cận đến những kỹ thuật tốt nhất, những khoa học để làm chủ trước đám đông. Làm chủ giọng nói của mình không cần giấy, bạn có thể nói liên tục và truyền cảm bằng một công thức. Công thức này sẽ giúp cho bạn biết cách đưa tay, biết cách nhìn, biết cách nói và biết cách làm chủ giọng nói của mình ở từng tông giọng khác nhau. Và bạn sẽ lột xác trở thành một người chủ doanh nghiệp, trở thành một người bán hàng, một người truyền cảm hứng hay nếu như bạn rèn luyện theo công thức mà Ninh chia sẻ. Tất cả nội dung có trong 4 buổi, gồm có 2 ngày thứ Bảy liền nhau, và ngày thứ Bảy này sẽ là ngày đầu tiên dành cho K36. Bạn hãy đăng ký nhanh để tham gia vào kỹ năng thuyết trình huấn luyện đặc biệt của Ninh Thương Hiệu. Hẹn gặp lại các bạn vào khóa K36.